Một mẫu loa Bluetooth mang phong cách quý phái, sang trọng, cùng công suất mạnh mẽ, hỗ trợ các chuẩn âm thanh không dây cao cấp như aptX HD, LDAC và sở hữu bộ giải mã âm thanh DAC 32-bit chất lượng cao. Xin giới thiệu với các bạn Astell & Kern Acro BE100. Sản phẩm này đang được phân phối chính hãng tại SV Hall với mức giá là 9.999.000 đồng. Về thiết kế bên ngoài, sản phẩm có thiết kế nguyên khối, liền lạc, các góc cạnh rất vuông vắn nhưng lại vẫn được vuốt cong ở các phần viền nên mình thấy khá đẹp mắt, giúp cho ấn tượng khi nhìn vào sản phẩm không bị sắc nhọn mà rất hài hòa. Chất liệu được sử dụng trên các mặt của loa là da PU, mềm mịn, sần sần. Nếu như các loại loa bề mặt kim loại thông thường sẽ bị lạnh vào mùa đông khi sử dụng, thì với bề mặt da này, nhiệt độ lúc nào cũng sẽ ổn định, giúp cho cảm giác khi sờ vào sẽ rất thoải mái. Phần mặt trước là lưới kim loại với các lỗ tròn siêu nhỏ, rất chắc chắn và cứng cáp. Mình thấy đây chính là hai điểm ăn tiền làm nên thiết kế sang trọng của chiếc loa này. Và cái mình thích nhất ở mặt trước chính là thiết kế đổ bóng. Bốn đường chéo quy tụ lại tại một điểm, giúp chia mặt trước thành bốn phần tam giác với các góc và diện tích khác nhau. Khi được ánh sáng chiếu vào theo mỗi góc độ, phản xạ ánh sáng của mỗi mặt sẽ khác nhau, tạo nên hiệu ứng thị giác khá đặc biệt khi nhìn vào. Và đó là lý do nhà sản xuất gọi đây là thiết kế đổ bóng. Và mình thực sự thích cái thiết kế này. Mặt trước của loa cũng có một phần màn hình LED giúp hiện các chế độ như Bluetooth hay AUX hoặc khi bạn điều chỉnh mức bass, treble. Mặt trên của sản phẩm sẽ có một núm âm lượng, hàng phím chức năng cùng logo Astell & Kern được gia công in chìm. Mình thấy núm âm lượng này được gia công rất tốt, trơn tru, mềm mại, có lực xoay khá nhẹ, không cần tốn quá nhiều lực. Núm xoay này được kèm thêm một vòng LED phát sáng, giúp người dùng biết các trạng thái kết nối, trạng thái hoạt động, mức âm lượng hay khi chọn các chế độ âm thanh. Hàng nút chức năng được in đồng màu với bề mặt loa, giúp tổng thể khi nhìn loa kể từ xa hay về gần, trông vẫn rất phẳng, tối giản, giúp chiếc loa sang lên rất là nhiều. Mặt sau của chiếc loa gồm có một cổng cắm nguồn, một cổng AUX. Ở phía bên trên sẽ có thêm họng thoát hơi để tối ưu hiệu quả tái tạo giải trầm và chứa vật liệu tiêu âm nhằm giảm thiểu cộng hưởng trong thùng. Mặt sau của chiếc loa có rất nhiều ốc, xin nhắc lại là rất nhiều, khi có đến 10 chiếc ốc ở các viền cùng 6 ốc nhỏ xung quanh họng thoát hơi. Và khi nhìn kỹ vào các viền của mặt sau, chúng ta còn có thể thấy phần da bao quanh các mặt bên được căng rất tốt, gọn gàng và không bị nhăn nhúm. Thêm một điểm cộng về ngoại hình của chiếc loa này. Trọng lượng của sản phẩm này khoảng 3,2 cân, khá phù hợp để đặt lên các kệ, giá. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết thông số kỹ thuật của sản phẩm nhé. Chiếc loa Acro BE100 có công suất 55W, gồm một loa woofer phụ trách giải mid and bass có công suất 25W, cùng hai loa tweeter phụ trách giải treble có công suất 15W x 2. Các driver này được kéo bởi âm ly tích hợp Class D với giải tần từ 50Hz đến 20.000 kHz. Có thể nói đây là một công suất khá to trong một thân hình mà mình thấy rất vừa vặn như thế này. Màng của loa woofer trên chiếc Acro BE100 được làm bằng chất liệu Kevlar. Theo mình tìm hiểu được thì đây là một chất liệu có độ bền rất lớn nhưng đồng thời lại rất dẻo dai. Nhà sản xuất giới thiệu rằng màng loa này có thể đảm bảo hiệu quả hoạt động cũng như độ bền dù ở volume to nhất. Hai màng loa của loa tweeter được làm bằng lụa tùy chỉnh bởi chính Astell & Kern để cho ra âm thanh hài hòa phù hợp nhất. Chiếc Acro BE100 sở hữu chuẩn kết nối Bluetooth 5.0, mạnh hơn tới 2 lần so với phiên bản 4.2. Tuy nhiên, khi có vật cản thì kết nối Bluetooth sẽ bị yếu đi, do đó chiếc loa nên được đặt tại các vị trí thoáng đãng, trên cao, không đặt tại các vị trí khuất, bị chắn sau các thiết bị điện tử khác để đảm bảo hiệu quả hoạt động. Về khả năng truyền tải chất lượng âm thanh thông qua Bluetooth, loa hỗ trợ các codec như aptX HD và LDAC để phát nhạc không dây chất lượng cao lên tới 24 bit, 96.000 kHz. Nên mình khuyên các bạn dùng các nguồn phát chất lượng cao như các máy nghe nhạc audiophile chuyên dụng
hỗ trợ 24 bit để thưởng thức được tối đa chất lượng nhạc trên chiếc loa này. Các bạn lưu ý sử dụng nguồn phát đến từ Astell & Kern để đồng bộ là tốt nhất. Nhưng hiện tại mình đang sử dụng chiếc SR25 để kết nối với BE100. Bởi vì tuy có thể kết nối với đa số các thiết bị Bluetooth thông thường như laptop, điện thoại, nhưng có rất ít mã được hỗ trợ 24 bit, chủ yếu là 16 bit hoặc thấp hơn. Mình đã kết nối và sử dụng nguồn phát trên SR25 là thiết bị hỗ trợ 24 bit để so sánh với điện thoại chơi cùng một bài hát thì rõ ràng chất lượng âm thanh có sự khác biệt đáng kể. Về bộ xử lý bên trong, thay vì phụ thuộc vào chip DAC đính kèm trên mạch Bluetooth như các thiết bị phổ biến trên thị trường, thì Acro BE100 được trang bị một chip DAC 32-bit Hi-Fi riêng do Astell & Kern phát triển. Mình chỉ hơi tức một chút là ngoài Bluetooth và kết nối AUX ra thì chúng ta không có một option kết nối nào khác. Nhưng có lẽ với việc sở hữu DAC 32-bit đã đủ khiến sản phẩm thực sự nổi bật trong phân khúc 10 triệu rồi, nên chúng ta cũng không nên đòi hỏi quá nhiều. Chiếc Acro BE100 còn được nhà sản xuất cung cấp khả năng điều chỉnh bass và treble riêng biệt với 5 mức độ để bạn có thể thoải mái điều chỉnh theo ý thích của mình. Với một người có gu nghe nhạc tùy theo cảm xúc như mình, ví dụ có một ngày mình cảm thấy vui vẻ, mình sẽ rất cần bass thì mình sẽ tăng max bass, hoặc khi mình mệt mỏi thì mình có thể giảm bass để nghe vocal nhiều hơn. Astell & Kern trang bị cho Acro BE100 một bộ khuếch đại Class D để đạt được chất lượng âm thanh nhất quán mà không bị biến dạng. Bộ phân tần kỹ thuật số tích hợp của AMP chia tín hiệu âm thanh thành các dải tần số khác nhau để đạt được âm thanh rõ ràng và chính xác. Driver được làm từ vải Kevlar để cải thiện tốc độ phản hồi của âm thanh. Hai loa tweeter vòm tạo ra các tần số cao trong như pha lê. Ngoài ra, Dynamic Range Control DRC được sử dụng để bảo vệ loa khi nó đạt công suất đầu ra tối đa. Để giảm thiểu hiện tượng chập chờn, độ lệch thời gian không mong muốn so với tín hiệu được truyền, chipset Bluetooth được trang bị đồng hồ 50 PS để cho phép âm thanh truyền tải cực kỳ chính xác. Khi mình nghe BE100 trong studio và ngồi cách loa khoảng 2-3 mét với âm lượng ở mức 80, BE100 trong một chất lượng âm thanh với vocal của ca sĩ được thể hiện ấm và tròn trịa. Mid và upper treble đủ sáng giúp âm thanh trở nên ngọt ngào và rõ ràng. Trong diện tích studio rộng như thế này, khoảng 20-25 mét vuông, thì BE100 chơi tốt các thể loại ít bass như jazz hay ballad. Tuy nhiên, có một điều mình cần lưu ý là bass trong jazz là âm thanh của các bộ gõ, nhạc cụ, nên việc tái tạo âm thanh các nhạc cụ này một cách chính xác và hoàn hảo là điều không phải chiếc loa nào cũng làm được. Và với BE100 thì nó đang làm được khá tốt việc tái tạo này. Ngược lại, với những căn phòng có diện tích nhỏ hơn, ví dụ như dưới 20 mét vuông, thì BE100 lại thể hiện tốt âm bass. Vì vậy, tùy thuộc vào nhu cầu nghe nhạc của mình mà bạn có thể đặt BE100 vào không gian tương ứng. Và như vậy, chúng ta đã cùng trải nghiệm và tìm hiểu những thông số chi tiết của chiếc loa Acro BE100 đến từ Astell & Kern. Các bạn có cảm nghĩ như thế nào về mẫu loa này thì hãy cùng comment ở phía bên dưới nhé. Đừng quên sản phẩm này đang có mặt tại SV Hall với mức giá cực kỳ ưu đãi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong các sản phẩm âm thanh tiếp theo.